Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thuốc Nam của bạn. Trong video này, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị thuốc, đó chính là cây bạc thau. Cây bạc thau còn được gọi là bạc sau, bạch hoa đằng, thảo bạc thuộc họ bìm bìm. Bạc thau là dây leo bò hay quấn dài hàng mét, thân và cành non có lông mịn, màu lục, sáu nhẵn, vỏ màu nâu, lá bạc thau mọc so le, hình bầu dục hoặc trái xoan, gốc bằng hoặc hơi hình tim, đầu nhọn dài 5-11cm, rộng 3-8cm, mặt trên nhẵn, màu lục sẫm đen, mặt dưới nhiều lông mịn, màu trắng bạc, cuống lá rất dài, phủ đầy lông, cụm hoa mọc thành sim ở ke lá, hoa màu trắng, đài hoa hình chén, có lông màu ánh bạc, mặt ngoài có lông tơ, quả mọng hình cầu. Khi chín màu đỏ, có đài tồn tại, cong lên, hạt 2-4, màu nâu. Mùa hoa quả tháng 8-11. Phân bố, cây bạc thau có khoảng hơn 40 loài trên thế giới, phân bố ở vùng nhiệt đới, châu Á và châu Phi. Ở Việt Nam hiện nay đã biết khoảng 15 loài, trong đó ít nhất 2 loài được dùng làm thuốc. Loài bạc thau có vùng phân bố rộng rãi khắp nơi, từ vùng núi thấp dưới 1.000m đến trung du và ở đồng bằng. Bạc thau thuộc loại cây ưa ẩm, cây thường leo chùm lên các loại cây gỗ, cây bụi ở ven rừng, chân đồi, bờ nương rẫy cũng như trong các lùm bụi quanh làng. Ở một vài nơi ở vùng đồng bằng, trung du, bắc bộ còn thấy cây mọc lẫn trong các bụi che gai. Những cây không bị chặt phá, chiều dài của thân leo có thể lên tới 15-20m. Cây ra hoa quả nhiều hàng năm, khi quả chín, tự mở hạt, rơi xung quanh gốc cây mẹ và mọc thành những cây con. Cây còn có khả năng tái sinh tốt từ các phần còn lại sau khi bị cắt. Bộ phận dùng, đoạn thân mang lá dài 30-50cm, thu hai cánh năm, lúc trời khô ráo, rồi đem phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ 50-60 độ C. Theo đông y, cây có vị chua, hơi đắng, nhạt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt lợi thủy, giải độc, sát trùng, tiêu viêm. Công dụng của bạc thau, theo nghiên cứu dược lý hiện đại, đó là sát trùng, tiêu viêm, thanh nhiệt cơ thể, giải độc, lợi thủy. Theo y học cổ truyền, dược liệu khô giúp điều kinh, chữa ho, thông tiểu, bạch đới khí hư, có thể dùng để điều trị ho cho trẻ em. Dùng ngoài, giã nát đắp lên những vị trí bị mụn nhọt để hút mủ lên da non và đắp lên những vị trí bị gãy xương. Bạc thau thường được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị những bệnh lý sau: bí tiểu tiện, nước tiểu đục, ngứa lở, bạch đới, sốt rét, mụn nhọt, ho, viêm phế quản, cấp và mãn tính. Và sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số bài thuốc từ cây bạc thau. Bài thuốc chữa ho trẻ em: bạc thau, chua me, xương sông, mỗi vị 6-8g tươi, giã nát, vắt lấy nước uống. Bài thuốc chữa rong kinh, rong huyết: bạc thau 30-40g tươi, giã nát, chế nước nguội vào, vắt lấy nước cốt uống, bã đắp lên đỉnh đầu. Bạc thau ngải cứu, lá bạc đầu ông, mỗi vị 20g tươi, giã nát, vắt lấy nước uống. Bài thuốc chữa kinh nguyệt không đều: bạc thau 20g, rau dền gai 8-16g sắc uống. Bài thuốc chữa khí hư bạch đới: bạc thau, bạch đồng nữ, mỗi vị 30-40g tươi, giã nát, vắt lấy nước uống hoặc sắc uống loại khô, dùng mỗi vị 15-20g. Bài thuốc chữa vết thương mụn nhọt, chảy nước vàng: lá khô tán mịn rắc hoặc lá tươi, giã nát đắp. Bài thuốc chữa nổi mẩn, ngứa, ghẻ lở, rôm sảy: lá bạc thau được nấu, lấy nước tắm,
rửa. Bạc thau có tinh mát, vị chua, hơi đắng, có nhiều công dụng như chữa vết thương, mụn nhọt, rong kinh, rong huyết, bạch đới. Chúng tôi đã cung cấp thêm về cách dùng và liều lượng của bạc thau. Quý vị trước khi sử dụng cần chú ý tham khảo ý kiến chuyên gia để mang đến hiệu quả tốt nhất. Đừng quên theo dõi các video tiếp theo của Thuốc Nam của bạn để cập nhật cho mình nhiều thông tin hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.